Chỉ còn vài ngày nữa thì sẽ kết thúc tháng 12, bước sang một năm mới với nhiều diễn biến mới. Và trong một năm đầy khó khăn vừa qua thì Samsung họ đã phát triển ra sao? Cũng như những cái sản phẩm khi họ cho ra thị trường thì đâu là sản phẩm được người dùng chúng ta đón nhận nhiều nhất? Trong số đầu tiên của series Lookback 2020 ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu lại vấn đề đó. Hãy cùng mình quay ngược ngay bây giờ nha! Mặc dù một năm vừa qua thì có rất là nhiều khó khăn về mặt kinh tế cũng như mọi thứ do tình hình dịch Covid, nhưng mà tính tới thời điểm hiện tại thì doanh số của Samsung vẫn được giữ rất là tốt và họ vẫn đều đặn cho ra mắt những chiếc máy từ tầm trung đến cao cấp một cách đúng hẹn chứ không hề bị trễ nải. Tuy nhiên với năm nay thì doanh số của các máy tầm trung bán chạy hơn rất là nhiều so với lại các mẫu máy flagship. Cả hai dòng máy là S20 series và Note 20 series đều có doanh thu không hề tốt kể từ những ngày mà nó được ra mắt. Mặc dù là Samsung đã có rất là nhiều biện pháp, chẳng hạn như là tặng quà giá trị cao, chiết khấu cao khi mà không lấy quà, hay là thậm chí là vừa giảm giá mà vừa có khuyến mãi luôn, thì nó vẫn không thể nào cứu vãn được tình hình. Một phần là bởi vì năm nay giá của các sản phẩm cao cấp khá là cao và kèm với nó là nó sẽ không có quá nhiều cái cải tiến để mà đáng giá. Thêm một điểm nữa mà mình thấy được từ đánh giá người dùng, đó là thiết kế năm nay thì nó cũng không phải là quá đẹp và quá xuất sắc. Chẳng hạn như là ở trên S20 Ultra, chúng ta có một cái cụm camera nó khá là hầm hố và cầm cái con máy này thì nó cũng khá là nặng, nên nhiều người đánh giá cái con máy này nó không đáng mua ở mặt thiết kế bởi vì nhìn nó không được quá thẩm mỹ và không được quá sang trọng. Thay vào đó thì họ đã mua những chiếc máy tầm trung với một cái mức giá vừa túi tiền hơn, hiệu năng lại tốt và có đầy đủ những tính năng họ cần, chẳng hạn như là pin khỏe, sạc nhanh, màn hình to, camera chất lượng. Và nằm đầu danh sách những chiếc máy được bán chạy nhất trong năm nay thì phải nói đến chiếc Galaxy A51. Đây là một chiếc máy có được cái số lượng đặt hàng cũng như số lượng mua rất là cao, cũng như là những người dùng khi mà đã sử dụng thì họ luôn chia sẻ những cái gọi là tích cực nhất về cái con máy này. Với Galaxy A51 thì đây là một chiếc máy với thiết kế mỏng, đẹp và nó chỉ dày có 7,9mm, nặng 172g và hiệu năng của nó tương đối khỏe khi được chạy trên con chip là Exynos 9611. Điểm nổi bật đó là trong tầm giá này nó đã được trang bị màn hình Super AMOLED mang đến khả năng hiển thị rất tốt, pin khỏe 4000 và có kèm sạc nhanh 15W. Ngoài ra còn được trang bị tận 4 camera với chất lượng cao lên đến 48MP và nhiều tính năng chụp đầy thú vị. Và A51 thì chỉ là sản phẩm đứng đầu, phía sau nó thì vẫn còn rất là nhiều những sản phẩm khác, chẳng hạn như là A50S, A10S và một số những chiếc máy khác. Tuy nhiên các bạn sẽ có thể thấy được đó hầu như đều là những sản phẩm tầm trung chứ không phải là những sản phẩm cao cấp của nhà Samsung. Nói về kinh tế một tí xíu thì vào ngày 20 tháng 10 năm 2020 vừa rồi thì Samsung Electronics vừa công bố công ty đã đạt được top 5 thương hiệu tốt nhất toàn cầu do Interland, là một công ty tư vấn thương hiệu toàn cầu công nhận, và công bố với giá trị thương hiệu lớn nhất từ trước tới nay đạt 62,3 tỷ USD. Dù trong môi trường kinh doanh có đầy thách thức do Covid-19 gây ra cho các công ty toàn cầu trong năm 2020, giá trị thương hiệu của Samsung vẫn tăng từ 61,1 tỷ USD trong năm 2019 lên 62,3 tỷ USD trong năm nay. Và Samsung đã vươn lên vị trí thứ 5 toàn cầu trong 3 năm sau khi mà đạt vị trí thứ 6 ở trong danh sách các thương hiệu tốt nhất toàn cầu ở năm 2017. Thì theo Interland, với những cái yếu tố chính đóng vai trò quan trọng trong cái sự phát triển này của Samsung thì nó sẽ bao gồm như sau. Đầu tiên đó là Samsung đã nhanh chóng ứng phó với Covid-19 thông qua các hoạt động toàn cầu và có trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp và chiến dịch toàn cầu thích hợp. Thứ hai đó là các hoạt động toàn công ty hướng tới mục tiêu gọi là phát triển vững bền. Và thứ ba đó là họ liên tục cho ra mắt các sản phẩm sáng tạo gồm có các máy như là Galaxy Fold, The Terrace và tủ lạnh Passport. Và cuối cùng thì đó là đầu tư kinh doanh vững bền nhằm dẫn đầu sự phát triển của các công nghệ tiên tiến như là trí tuệ nhân tạo AI, 5G và IoT, Internet vạn vật. Nhìn chung thì nhu cầu thị trường tăng lên trong quý 3 là nhờ có sự kích thích của nền kinh tế đã giúp cho nhiều nền kinh tế phát triển hơn khi mà sau cái sự đóng băng của ở quý 2. Doanh số bán điện thoại thông minh của công ty cũng tăng mạnh so với lại quý trước, với cái sự ra mắt của cái những mẫu sản phẩm mới chẳng hạn như là Galaxy Note 20, Galaxy Z Fold 2, và đặc biệt nhất là với doanh số của các mẫu máy phổ thông thì nó cũng đã cao hơn ở những cái khu vực trọng điểm và bao gồm kể cả Ấn Độ. Nó có thể nói là trong một năm qua thì với rất là nhiều những khó khăn từ dịch Covid này nọ, nhưng mà tới cuối năm thì Samsung vẫn mang về cho họ được một cái con số doanh thu rất là khả quan. Và sắp tới đây thì chúng ta cũng sẽ đón nhận một gương mặt mới của nhà Samsung, đó là Galaxy S21 series. Thực sự là với mình cũng rất là mong chờ cái mẫu sản phẩm này. Và video look back lại năm 2020 của Samsung của mình đến đây thì đã kết thúc rồi. Các bạn xem hết video có những chia sẻ gì thì đừng quên để lại dưới phần comment nha. Và trong tuần sau thì chúng ta cũng sẽ đón nhận một số nữa về cái series Lookback 2020 này. Và các bạn hãy thử comment dự đoán xem
tuần sau sẽ là chiếc máy gì, và đảm bảo là với tuần sau sẽ có rất là nhiều những cái thú vị dành cho các bạn nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Đừng quên cho video này một like cũng như nhấn nút đăng ký kênh của Thế Giới Di Động. Bye bye.